Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bảo Vũ quyển 7. Lại nữa này thì Nam, Bồ Tát nào thành tựu 10 pháp sau đây thì được tánh không? Những như là 10. 1. Có khả năng biết tánh không của lực. 2. Có khả năng biết tánh không của vô ý. 3. Có khả năng biết tánh không của pháp bất cộng. 4. Có khả năng biết tánh không của giới uẩn. 5. Có khả năng biết tánh không của tam địa. 6. Có khả năng biết tánh không của bát nhã. 7. Có khả năng biết tánh không của giải thoát uẩn. 8. Có khả năng biết tánh không của giải thoát tri kiến uẩn. 9. Có khả năng biết tánh không của không. 10. Có khả năng biết tánh không của thắng nghĩa. Bồ Tát tuy hành nơi tánh không nhưng không chấp đoạn, là không chấp, cũng không không thay tánh không, cũng không đưa vào tánh không, và cũng không nhập vào tánh vô sở hữu. Này thì Nam, Bồ Tát thành tựu 10 pháp này thì được gọi là hành hành tánh không. Là nữa này thì Nam, Bồ Tát nào thành tựu 10 pháp sau đây thì được hành vô tướng, những gì là 10? 1. Xa lìa ngoại tướng. 2. Xa lìa nội tướng. 3. Xa lìa tướng hỷ luận. 4. Xa lìa tướng phân biệt. 5. Xa lìa tướng có sở đắc. 6. Xa lìa tướng có việc làm. 7. Xa lìa tướng sở hành. 8. Xa lìa tướng sở duyên. 9. Có khả năng biết tức là tướng không thể thủ đắc. 10. Biết được tướng của sự vật không thể thủ đắc. Này thì Nam, Bồ Tát thành tựu 10 pháp này thì được hạnh vô tướng. Bây giờ Bồ Tát chỉ có bạch Phật và Thế Tôn, Bồ Tát nên học 10 pháp này như thế nào? Phật bảo này thì Nam, cảnh giới của chư Phật không thể nghĩ bàn, vì nó sẽ liệt cảnh giới suy lược. Thì Nam, được các hữu tình suy lược cảnh giới pháp tánh của Như Lai thì tâm mê muội hoàn toàn chẳng thể thấy được pháp tánh ở bờ này bờ kia, chỉ thêm lao nhập mà thôi. Vì sao? Vì cảnh giới của Như Lai không thể nghĩ bàn. Tâm diệu khó lường siêu vượt tất cả cảnh giới do tính toán đo lường hư vọng, siêu vượt tất cả cảnh giới có sở đắc. Vì nghĩa này nên chẳng phải do tính toán hư vọng kia mà tư duy đo lường được. Bồ Tát chỉ cá bạch Phật mà Thế Tôn, này con có ít việc muốn hỏi, cuối sinh Như Lai thương xót chấp thuận lời cầu thỉnh của con mà giảng nói cho. Phật nói này thì Nam, tất cả chư Phật đều cho phép ông hỏi những nghi vấn, tuy chỗ ông muốn hỏi ta sẽ giải thích cho. Bồ Tát chỉ cá bạch Phật bạch Thế Tôn, phàm tự khen mình chẳng phải pháp của bậc chánh sĩ, vì sao Như Lai tự khen cảnh giới của Như Lai vượt hơn tất cả? Phật nói hay thầy, hay thầy, hãy lắng nghe, lắng nghe, ta sẽ nói cho ông. Thì Nam, Như Lai không bị ngã mạn cao ngạo, tham đắm lợi dưỡng, cúng dường hầu hạ tiếng tốt, là bậc tri thức, sợ người khác lấn lướt mà tự khen ngợi. Này thì Nam, Như Lai không kiêu ngạo, không nói lời dối trá, chẳng vô định. Ngoài ra chỉ vì lợi ích làm cho các hữu tình được an lạc chứng pháp tánh, hữu tình đối với Như Lai phát sinh lòng tin tịnh tính hoan hỷ vui mừng sẽ thành tựu được bậc pháp khí. Như Lai hay diễn thuyết làm lợi ích cho hữu tình. Bồ Tát chỉ cá bạch Phật bạch Thế Tôn, tất cả hữu tình không thể biết được oai lực công đức của Như Lai, này Như Lai cần phải tự khen chăng? Phật nói, này thì Nam, chúng sinh cõi này tính căn mỏng, ít trí lực thấp kém, cho nên không thể biết được công đức cho đến oai lực của Như Lai. Vì thế Như Lai tự khen để khiến cho họ biết. Ví như có vị lương y khéo biết phương dược, có khả năng trị nhiều bệnh. Nếu vị lương y ở đó ở có nhiều bệnh tật, lại không có thầy thuốc nào khác có thể trị bệnh. Bây giờ vị lương y suy nghĩ, những người này bị bệnh khổ bức bách, ở đây có thuốc hay mà họ không thể biết, còn không biết ta có thể chữa trị được bệnh cho họ. Lúc đó vị lương y đến trước các bệnh nhân tự khen rằng ta có thể chữa bệnh và giỏi về thuốc. Bây giờ bệnh nhân đã biết rõ vị ấy là bậc lương y nên hết lòng kính tin, nương theo vị y lương y mà chữa trị, tất cả các bệnh đều được thuyên giảm. Này thì Nam, ý ông thế nào? Vị lương y ấy cũng cho là tự khen mình chăng? Bởi tất chỉ cá bạch Phật, không bạch Đức Thế Tôn. Phật nói này thì Nam, đúng vậy, đúng vậy. Vì chư Phật Như Lai là bậc vô thượng đại y vương, khéo biết nguyên nhân bệnh phiền não của các hữu tình mà ban cho thuốc pháp. Nhưng vì các hữu tình ấy không thể biết được chư Phật Như Lai giỏi có thể trừ được những bệnh ấy, nên chư Phật mới tự khéo công đức oai lực của mình để cho chúng sinh nghe, rồi phát khởi lòng tin kính sâu xa, nương tựa Đức Như Lai mà được trừ bệnh phiền não. Lúc ấy Như Lai làm đại y vương, ban cho thuốc pháp lớn khi cho các bệnh phiền não của các hữu tình đã được giảm dần. Những gì gọi là thuốc pháp lớn? Thuốc pháp lớn là quán bất tịnh, quán từ bi, quán duyên khởi, vân vân.
Nay thì Nam cho nhân dân đó Như Lai quán tới cùng cấp mà tự thân tán thán. Lại nữa này thì Nam, Bồ Tát nào thành tựu 10 pháp sau đây thì xa lìa tất cả sự mong cầu nương tựa. Những gì là 10? 1. Không mong cầu dựa vào sự bố thí. 2. Không mong cầu dựa vào sự trì giới. 3. Không mong cầu dựa vào sự nhẫn nhục. 4. Không mong cầu dựa vào sự tinh tấn. 5. Không mong cầu dựa vào sự tỉnh lự. 6. Không mong cầu dựa vào bát nhã. 7. Không mong cầu dựa vào ba cõi. 8. Không 8. Nương tựa vào Bồ đề mà không có sự mong cầu. 9. Nương tựa vào chánh đạo mà không có sự mong cầu. 10. Nương tựa Niết bàn mà không có sự mong cầu. Vì sao vậy? Cho Bồ Tát xa lìa mọi tướng nương tựa. Này thì Nam, Đại Bồ Tát không còn sự nương tựa nên có thể du hành khắp tất cả thế gian. Này thì Nam, Bồ Tát thành tựu một pháp này thì có thể xa lìa tất cả sự mong cầu nương tựa. Lại nữa, này thì Nam, Bồ Tát nào thành tựu 10 pháp sau thì được gọi là hạnh tâm từ. Những gì là 10? 1. Lòng từ không giới hạn. 2. Lòng từ không phân biệt. 3. Được các pháp từ. 4. Được tâm từ quyết định tư duy và mục duyên. 5. Lòng từ không ngăn ngại. 6. Lòng từ thường bị lợi ích. 7. Lòng từ bình đẳng đối với tất cả hữu tình. 8. Lòng từ không gây tổn hại. 9. Lòng từ biến khắp tất cả. 10. Lòng từ suốt thế gian. Này thì Nam, Bồ Tát thành tựu 10 pháp này thì gọi là tự tánh tu từ. Lại nữa, này thì Nam, Bồ Tát nào thành tựu 10 pháp sau đây là hành tâm bi. Những gì là 10? 1. Tất các hữu tình không nơi nương tựa, không ai cứu giúp, chịu sự khổ não, được khỏi lòng thương xót phát tâm Bồ Đề. 2. Phát tâm Bồ Đề rồi dũng mạnh tinh tấn mới nhập vào pháp tánh. 3. Nhập pháp tánh rồi làm lợi ích cho hữu tình. 4. Vì những hữu tình keo kiệt làm cho họ bố thí. 5. Vì hữu tình hủy phạm giữa chừng khiến cho họ trì giới. 6. Vì hữu tình sân hận khiến cho họ nhẫn nhục. 7. Vì hữu tình biến nhát khiến cho họ tinh tấn. 8. Vì hữu tình tán loạn khiến cho họ định tĩnh. 9. Vì hữu tình khâu si khiến cho họ có trí tuệ. 10. Vì hữu tình chịu những khổ não quyết chí cứu giúp, chẳng có nhàm chán mỏi mệt, đối với Đại Bồ Tát chẳng có thoái chuyển. Này thì Nam, Bồ Tát thành tựu mười pháp này gọi là tự tánh tu bi. Lại nói này thì Nam, Bồ Tát nào thành tựu mười pháp sau đây là hành tâm hỷ. Những gì là 10? 1. Thấy mình ra khỏi những nơi lao ngục lửa dữ thiêu đốt như vậy mà sinh hoan hỷ. 2. Thấy mình có thể đoạn trừ sự sinh tử trói buộc phiền triền miên như vậy mà sinh hoan hỷ. 3. Thấy mình có khả năng vượt qua những loại tầm tứ tà chấp tạp loạn biển lối sinh tử như vậy mà sinh hoan hỷ. 4. Thấy mình bị gãy ngọn cờ kiêu mạn lâu đời như vậy mà sinh hoan hỷ. 5. Thấy mình có khả năng dùng trì kim cang phá sập ngọn núi phiền não, thậm chí chẳng còn một mảy trần như vậy mà sinh hoan hỷ. 6. Thấy mình nay đã được an ổn là có khả năng làm cho người khác an ổn như vậy mà sinh hoan hỷ. 7. Thấy mình sẽ ngủ trong đêm dài, được thức dậy và có khả năng làm cho hữu tình khác trong nhiều kiếp bị giả ái trói buộc, si mê ngăn che tâm tối, để được giác ngộ như vậy mà sinh hoan hỷ. 8. Thấy mình đối với những điều ác đã được giải thoát, còn có khả năng làm cho hữu tình khác được giải thoát như vậy mà sinh hoan hỷ. 9. Thấy mình ở trong nhiều kiếp sinh tử mênh mông, khốn khổ, đói khát, đi một mình không bạn bè, lưu chuyển không cùng tận, không biết đường chánh, không biết nơi chốn, nên đã biết được đường chánh, đã có khả năng chỉ đường cho người khác như vậy mà sinh hoan hỷ. 10. Thấy mình này có khả năng hướng đến thành lũy nhất thiết trí như vậy mà sinh hoan hỷ. Này thì Nam, Bồ Tát thành tựu mười pháp này gọi là tu tâm hỷ. Lại nữa, này thì Nam, Bồ Tát nào thành tựu mười pháp sau đây thì có khả năng thực hành tâm xả. Những gì là 10? 1. Ở trong chỗ thấy sắc của mắt mà được hành xả. 2. Ở trong sự nghe tiếng của tai mà được hành xả. 3. Ở trong sự ngửi mùi của mũi mà được hành xả. 4. Ở trong sự nếm của vị của lưỡi. 4. Ở trong sự nếm vị của lưỡi mà được hành xả. 5. Ở trong sự xúc chạm của cảm nhận của thân mà được hành xả. 6. Ở trong sự biết pháp của ý mà được hành xả. Khi thực hành hạnh này, giới sắc hoàn toàn không não hại, không gây tổn hại, không diệt tận,
bảy ở trong khổ khổ được hành xả, tám ở trong hoại khổ mà được hành xả, chín ở trong hành khổ mà được hành xả. Khi thực hành hạnh này, đối với tánh của khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, không não hại, không gây tổn hại, không diệt tận. Mười ở trong hữu tình, việc cần làm đã làm xong mà được hạnh xả, Bồ Tát phát tâm hoan hỷ tịnh tính vui mừng, suy nghĩ thế này: các hữu tình kia tôi đã tự độ, nhưng ta nên làm cho họ được hạnh độ thoát cho tâm xả. Này Thiện Nam, Bồ Tát thành tựu mười pháp này gọi là tu hạnh xả. Lại nữa này Thiện Nam, Bồ Tát nào thành tựu mười pháp sau đây thì được tầng tâm diệu chung chính như là mười: một thì hiện ẩn mất, hai thì hiện thọ sanh, ba thì hiện lúc niên thiếu dạo chơi ở hậu cung, bốn thì hiện xuất gia, năm thì hiện khổ hạnh, sáu thì hiện đến nơi đạo tràng bồ đề, bảy thì hiện hàng phục chúng ma, tám thì hiện thành chánh giác, chín nữa thì hiện chuyển bánh xe chánh pháp, mười thì hiện trạng bát niết bàn. Bây giờ Bồ Tát chỉ khá bạch Phật, bạch Thế Tôn: vì nhân duyên gì các đại Bồ Tát ở cung trời Đỗ Sư Đa mà thì hiện ẩn mất cho đến thì hiện nhập đại niết bàn? Phật nói: này Thiện Nam, Bồ Tát ở cõi trời Đỗ Sư Đa tối tuần tối thánh, dù các cảnh giới dục trong tất cả thế gian mà chẳng đắm nhiễm. Bồ Tát chỉ các hữu tình đã bị nên thì hiện ẩn mất, hữu tình thấy vậy để bỏ tưởng về thường và khởi tưởng về vô thường, lấy sự vô thường ấy là chỗ nước tựa đã không buông lung. Này Thiện Nam, các hữu tình kia vẫn còn buông lung, tuy họ đối với Bồ Tát sinh lòng tịnh tính, nhưng do ưa thích đắm đuối vào những cảnh giới dục, chưa có khả năng hầu hạ thờ kính cúng dường Bồ Tát. Vì hữu tình suy nghĩ Bồ Tát cùng với ta ở đời thời gian còn lâu, sau này chúng ta đến chỗ Bồ Tát hầu hạ cung kính cúng dường cũng chẳng muộn. Vì vậy Bồ Tát thì ẩn mất để cho những hữu tình ấy khởi tâm luyến mộ mà sẽ bỏ buông lung. Hữu tình kia quán tới vô thường rồi không còn buông lung nữa, sẽ đắc vô thường chánh đẳng chánh giác. Thì nếu có chúng sinh nào còn ở trong thai mẹ để điều phục, thì Bồ Tát là ở trong thai mẹ thể hiện công đức hoài thần hy hữu để thuyết những pháp vi diệu, chúng sinh nghe rồi sẽ đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì Nam, nếu có hữu tình nào còn thấy Bồ Tát lúc còn nhỏ dạo chơi nơi hậu cung đã được điều phục, thì Bồ Tát làm cho hữu tình ấy được thành tục, cũng vì giúp đỡ hữu tình thấp kém ít tính khăn mà hiện làm đồng tử dạo chơi trong cung. Thì Nam, nếu hữu tình nào còn thấy Bồ Tát xuất gia để được thành tục, thì Bồ Tát thể hiện xuất gia để hữu tình ấy được thành tục. Thì Nam, nếu trời rồng vượt xa kỳ đại phượng còn dùng khổ hạnh để được điều phục, thì Bồ Tát thể hiện khổ hạnh để được giáo hóa họ và hàng phục các ngoại đạo. Thì Nam, trước các hữu tình nhiều đời mong cầu phát nguyện thế này: nếu Bồ Tát đến đạo tràng bồ đề thì ta sẽ đến đó xin tu cúng dường. Bồ Tát vì những hữu tình như vậy mà thể hiện đi đến đạo tràng bồ đề để cho hữu tình tùy thuận cúng dường, chắc chắn sẽ đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì Nam, nếu các hữu tình ngã mạn cáo ngạo kiêu căng buông lung vì muốn cho họ liệt bỏ những phiền não như thế, và Bồ Tát thể hiện ngồi nơi đạo tràng thu phục các ma, nếu các hữu tình ưa vắng lặng thì Bồ Tát vì làm cho tất cả hữu tình cho đắc pháp tối cao, thù thắng mà thể hiện ngồi nơi đạo tràng tại đẳng chánh giác. Bồ Tát hiện chánh giác rồi, vì thế tam thiên đại thiên thế giới tại đều vắng lặng, không còn các âm thanh. Các hữu tình kia thấy việc đó rồi cùng phát nguyện thế này: tôi nguyện đời vị lai chúng bồ đề cũng như Bồ Tát ngồi nơi đạo tràng chứng chánh đẳng giác. Này thì Nam, các hữu tình vị nhất thiết trí mà theo tà sư tọa tà pháp đời này đời khác không thể xuất ly thành đẳng chánh giác, Bồ Tát chỉ muốn thu phục và làm cho các căn lành của họ thành tựu. Đã có chúng sinh có khả năng làm pháp khí, có khả năng thành đạo, Bồ Tát liền hiện thành đẳng chánh giác, đến thành Ba La Đề Tư, tiền ba lần chuyển pháp luân 12 hành. Thì nào nếu các hữu tình cần khi Niết Bàn để được điều phục, thì Bồ Tát liền thể hiện Đại Bát Niết Bàn để điều phục họ. Vì nhân duyên này, Bồ Tát ở cung trời Đỗ Sư Đa tối thắng, thì hiện ẩn mất cho đến thể hiện Đại Bát Niết Bàn. Thì Nam, Bồ Tát thành tựu mười pháp này thì được thần thông diệu dụng. Lại nữa này thì Nam, Bồ Tát nào thành tựu mười pháp sau đây thì có khả năng lìa tám nạn, những gì là mười: một, lìa bỏ pháp bất thiện; hai, đối với những học xứ Như Lai dạy không bao giờ trái nghịch; ba, lìa xa tham lam kiêu kỵ; bốn, đã từng cúng dường cho Phật Như Lai; năm, chuyên cần tu phước nghiệp; sáu, trí tuệ viên mãn; bảy, được phương tiện thiện xảo; tám, bản nguyện đầy đủ; chín, chán lìa pháp thế gian; 10, siêng năng tinh tấn. Này thì Nam,
Vì Bồ Tát đã lìa các nghiệp ác nên không đọa vào địa ngục. Các hữu tình sinh vào địa ngục chịu cho luận khổ bất đức, sinh tâm sân giận. Bồ Tát không như thế là vì đã thành thục tánh 10 đạo nghiệp thiện, cho nên không bao giờ sinh vào địa ngục. Này thì Nam Bồ Tát đối với học xứ của Như Lai không trái nghịch, nó không đọa vào đường súc sinh. Còn người nào sinh vào trong đó thì chịu khổ não trong đó, không còn không cùng tội. Này thì Nam Bồ Tát không tham lam keo kiệt nên không sinh vào đường ngạ quỷ. Còn người nào sinh vào trong đó sẽ chịu khổ não đói khát nung nấu. Thì Nam Bồ Tát đã từng hầu hạ thờ kính cúng dường cho Phật Như Lai nên không sinh vào nhà tà kiến. Nếu sinh vào trong đó thì các duyên không đủ, không được gần gũi tri thức thiện, cho nên Bồ Tát không sinh vào trong đó. Vì thế Bồ Tát được sinh vào nhà chánh kiến, các duyên đầy đủ, gặp tri thức thiện, tu hành pháp thiện, ca lành tăng trưởng, rộng lớn, thù tánh. Này thì Nam, các căn của Bồ Tát hoàn toàn không khiếm khuyết. Nếu khiếm khuyết thì đối với pháp Phật chẳng phải là pháp khí. Nhưng vì Bồ Tát đã tích tập phước nghiệp nên đối với Phật pháp tăng và tháp thờ Phật hầu hạ thờ kính cúng dường, các căn lành được đầy đủ, có khả năng làm pháp khí. Này thì Nam Bồ Tát không sinh ở biến địa. Vì sao? Vì người ở biến địa đần độn ngu si giống như gia công. Những kẻ như vậy đối với nghĩa thiện ác không thể hiểu biết, bất hiếu cha mẹ, không kính sa môn và la môn. Vì thế Bồ Tát thường sinh nơi trung tâm của nước thông minh trí tuệ, rồi biết thấu đạt đối với pháp Phật có thể làm bậc pháp khí. Đây thì Nam Bồ Tát không sinh ở cõi trời thường thọ. Nếu sinh vào cõi ấy thì không gặp được vô lượng chư Phật xuất hiện ở đời, không chứng được đạo chẳng có lợi ích. Cho nên Bồ Tát sinh vào cõi dục gặp Phật ra đời, thừa sự cúng dường, tạo mọi lợi ích cho chúng sinh. Vì sao? Vì Bồ Tát có thể được phương tiện thiện xảo. Thì nên Bồ Tát không sinh vào cõi không có Phật, vì trong đó không có Phật pháp tăng để cúng dường. Nên Bồ Tát thường sinh vào cõi Phật có đủ tam bảo. Vì sao? Vì các Bồ Tát đầy đủ bản nguyện. Này thì Nam Bồ Tát nghe những nạn xứ ấy hết lòng nhàm chán lìa bỏ, tùy loại như vậy được xa lìa rồi tu chuyên cần tinh tấn, được các pháp lành, dứt hẳn tất cả các pháp bất thiện. Này thì Nam Bồ Tát thành tựu 10 pháp này thì xa lìa 8 đạn. Lại nói này thì Nam Bồ Tát nào thành tựu 10 pháp sau đây thì được tâm Bồ Đề không thoái chuyển, cho như là 11 xa lìa sự lừa dối vô định, 2 chất trực thanh tịnh xa lìa các nghi hoặc, 3 xa lìa tầm tay thầy, 4 xa lìa pháp kiêu kiệt, 5 không gây nhân duyên diệt chánh pháp, 6 như thuyết thực hành chẳng bao giờ hư dối, 7 gìn giữ đại thừa, 8 đối với người đại thừa thường sinh tưởng nghĩ tôn trọng đồng như pháp, 9 hướng đến đại thừa tùy thuận ngộ nhập, 10 đối với pháp sư nghĩ tưởng như trí thức thiện. Này thì Nam Bồ Tát thành tựu 10 pháp này thì được tâm Bồ Đề không thoái chuyển. Lại nữa này thì Nam Bồ Tát nào thành tựu 10 pháp sau đây thì được trí túc trụ tùy miên, như như là 11 hầu hạ thờ kính chư Phật, 2 gìn giữ chánh pháp, 3 trì giới thanh tịnh, 4 chẳng làm ác, 5 không bị chướng ngại, 6 hoan hỷ vô lượng, 7 tu hành nhiều, 8 được tam ma địa, 9 được hóa sinh, 10 tâm thức không ngu si. Này thì Nam, với Bồ Tát hầu hạ thờ kính vô lượng chư Phật nên tôn trọng chánh pháp. Đối với chánh pháp, thọ trì đọc tụng giảng nói cho mọi người, không nghĩ đến thân mạng, chuyên cần tu chánh pháp đã được giới, nghĩa là giới thân, khẩu ý được thanh tịnh, do giới thanh tịnh nó không làm ác, chứ không làm ác nó không bị chướng ngại, do không chướng ngại nên được hoan hỷ vô lượng, do hoan hỷ vô lượng nên tu hành nhiều, do tu hành nhiều nên được tam ma địa, do được tam ma địa nên có khả năng hướng đến thanh tịnh, do thanh tịnh nên hàng được hóa sinh, do hóa sinh nên tâm tức không ngu si, do không ngu si nên sinh trí ức niệm, do đó mà có khả năng ức niệm nhiều đời, một đời hai đời cho đến vô lượng trăm ngàn đời. Này thì Nam Bồ Tát thành tựu 10 pháp này thì được trí túc trụ tùy niệm,
Lại nói đây thì Nam Bồ Tát đã thành tựu 10 pháp sau đây, tuy không liệt tri thức thiện, nhưng như là 10. 1. Thấy Phật, nghe Phật, niệm Phật. 2. Lắng nghe chánh pháp. 3. Phục vụ chúng tăng. 4. Luôn thăm hỏi chư Phật và Bồ Tát. 5. Thường gần gũi thầy thuyết pháp đã nghe nhiều. 6. Thường lắng nghe các ba la mật. 7. Hằng nghe pháp Bồ Đề Phần. 8. Hằng nghe ba môn giải thoát. 9. Hằng nghe bốn phạm hạnh. 10. Hằng nghe tánh nhất thiết trí. Nay thì Nam Bồ Tát thành tựu 10 pháp này thì được gần gũi trí thức thiện. Lại nữa, này thì Nam Bồ Tát nào thành tựu 10 pháp sau đây thì xa lìa trí thức ác, những gì là 10. 1. Xa lìa người hủy phạm giới cấm. 2. Xa lìa người phá kiến. 3. Xa lìa người hủy hoại oai nghi. 4. Xa lìa người tà mạng. 5. Xa lìa người thích ở nơi ồn ào. 6. Xa lìa người lười biếng. 7. Xa lìa người tham đắm sinh tử. 8. Xa lìa người quay lưng lại với chánh giác. 10. Xa lìa người ái luyến ái sự nghiệp gia đình. 10. Xa lìa tất cả phiền não. Này thì Nam, tuy Bồ Tát xa lìa những trí thức ác như vậy, nhưng đối với họ, Bồ Tát không khởi tâm gây tổn hại, khinh khi, mà Bồ Tát nên khởi tâm như vậy. Đức Phật dạy, nếu gần gũi chúng sinh tạp loạn thì dần dần bị tập nhiễm, lập tức bị họ phá hoại, cho nên ta phải xa lìa những nơi tạp loạn như vậy. Này thì Nam, Bồ Tát thành tựu 10 pháp này thì xa lìa trí thức ác. Lại nữa, này thì Nam, Bồ Tát nào thành tựu 10 pháp sau đây thì được thân pháp tánh, những gì là 10. 1. Được thân bình đẳng. 2. Được thân thanh tịnh. 3. Được thân vô tận. 4. Được thân tích tập. 5. Được thân pháp. 6. Được thân rất sâu, khó có thể đo lường. 7. Được thân không thể nghĩ bàn. 8. Được thân vắng lặng. 9. Được thân ngang bằng hư không. 10. Được thân trí. Này thì Nam Bồ Tát thành tựu 10 pháp này thì được thân pháp tánh Như Lai. Bồ Tát chỉ cái bạch Phật, bạch Thế Tôn, các hàng Bồ Tát ở quả vị nào chứng được thân pháp tánh Như Lai? Phật bảo, này thì Nam, Bồ Tát ở quả vị thứ nhất được thân bình đẳng. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy lìa hẳn tất cả bất bình đẳng, ngộ nhập vào pháp tánh bình đẳng của tất cả Bồ Tát. Bồ Tát ở quả vị thứ hai được thân thanh tịnh. Vì giới thanh tịnh, Bồ Tát ở quả vị thứ ba được thân vô tận, vì là hẳn mọi sân hận. Bồ Tát ở quả vị thứ tư được thân chứa nhóm hoàn hảo, nhờ chứa nhóm pháp Phật. Bồ Tát ở quả vị thứ năm chứa được pháp thân, nếu có thể thông đạt tất cả pháp. Bồ Tát ở quả vị thứ sáu được thân rất sâu, khó có thể đo lường, do chứa nhóm pháp rất sâu, khó có thể đo lường. Bồ Tát ở quả vị thứ bảy được thân không thể nghĩ bàn, do tích tập pháp không thể nghĩ bàn, và có khả năng chứa nhóm phương tiện thiền xảo. Bồ Tát ở quả vị thứ 8 được thân vắng lặng, do xa lìa tất cả hỷ luận và phiền não. Bồ Tát ở quả vị thứ 9 được thân ngang bằng hư không, vì thân vô biên đầy khắp. Bồ Tát ở quả vị thứ 10 chứng được thân trí, do tích tập nhất thiết trí. Bồ Tát chỉ cái bạch Phật, bạch Thế Tôn, pháp thân của Như Lai và pháp thân của Bồ Tát có gì sai khác? Phật nói, này thì Nam, tánh qua pháp thân này không sai khác, nhưng công đức oai lực có sai khác. Bồ Tát chỉ cái bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao tánh không sai khác mà công đức lại có sai khác? Phật nói, này thì Nam, pháp thân của Phật cùng Bồ Tát không sai khác. Vì sao? Vì hai thân này đồng một tánh, chỉ có công đức do oai lực sai khác thôi. Bồ Tát chỉ cái bạch Phật, bạch Thế Tôn, công đức oai lực của Phật và Bồ Tát làm sao để biết công đức oai lực ấy có sai khác? Phật nói, này thì Nam, ta nay bị ông mà nói thí ví dụ để rõ nghĩa này. Thì Nam, với Như Ngọc Ma Đề có được ca viên được lau chùi trong suốt, ca viên chưa được trong suốt, tuy cùng là ngọc báu, nhưng viên đã trong suốt thì ánh sáng đầy đủ mọi người ưa thích, còn viên chưa được trong suốt thì ánh sáng không đầy đủ. Này thì Nam, ngọc báu Như Lai cùng ngọc báu Bồ Tát có thánh tri đồng, nhưng lại có khác. Vì sao? Vì ngọc báu Như Lai đã thanh tịnh, lìa tất cả nhớ bẩn, còn ngọc báu pháp tánh trong thân Bồ Tát chưa có thể chiếu khắp tất cả thế giới. Vì sao? Vì có hữu dư nên còn nhớ bẩn. Như Ngọc Ma Ni chưa được trong suốt, cho nên pháp thân Như Lai cùng pháp thân Bồ Tát có sự sai khác như vậy. Này thì Nam, như tháng có trăng từ ngày mùng 1,
Cho đến ngày 15, ánh sáng chiếu rọi dần dần viên mãn. Tuy cùng là trăng, nhưng ánh sáng chẳng đồng. Pháp Thân Bồ Tát và Pháp Thơ Như Lai, tuy cùng một tánh tướng, nhưng công đức oai lực sai khác như vậy. Lại nữa, này Thiện Nam, Bồ Tát nào thành tựu 10 pháp sau đây thì được thân vững chắc như kim cang, giống như là 10. Một, tham sân si, không thể cản trở phá hoại. Hai, nóng giận, keo kiệt, khanh ghét, ngã mạn, cao ngạo, kiến giải, điên đảo, không thể cản trở phá hoại. Ba, tám pháp thế gian, không thể cản trở phá hoại. Bốn, nẻo ác khổ não, không thể cản trở phá hoại. Năm, tất cả khổ, không thể cản trở phá hoại. Sáu, sinh lão bệnh tử, không thể cản trở phá hoại. Bảy, các luận của ngoại đạo, không thể cản trở phá hoại. Tám, ma và chúng ma, không thể cản trở phá hoại. Chín, thanh văn, bất chi Phật, không thể cản trở phá hoại. Mười, các hạnh giới dục, không thể cản trở phá hoại. Này thì Nam Bồ Tát thành tựu 10 pháp này thì được thân vững chắc như kim cang. Lại nữa, này thì Nam Bồ Tát nào thành tựu 10 pháp sau đây thì làm đại thương chủ, giống như là 10. Một, được ý vui bình đẳng. Hai, đã nhận đồ cúng dường. Ba, có khả năng làm cho xuất ly. Bốn, hay làm nơi nương tựa. Năm, hay làm lợi ích. Sáu, tài giỏi cho nhóm hành trang trên đường đạo. Bảy, được biên tài. Đọc lại. Tám, bảy, được tài bảo tốt đẹp. Tám, tâm không tự mãn. Chín, thường làm thầy dẫn đường. Mười, tùy thuận thiện xảo đến thành nhớ tí trí. Này thì Nam, thế nào là Bồ Tát được ý vui bình đẳng, cho đến thế nào là tùy thuận thiện xảo đến thành lớn nhất thiết trí? Này thì Nam, với nhờ thương chủ được sự yêu mến của các quốc vương và con của quốc vương, Bồ Tát cũng vậy, làm thương chủ pháp được chư Phật và thành văn yêu thích. Này thì Nam, với nhờ thương chủ ở nơi xóm làng được Bà La Môn sẽ đá lợi cúng dường, Bồ Tát cũng vậy, làm thương chủ pháp đáng được bậc hữu tình phó học và trời đồng cúng dường. Này thì Nam, phải như thương chủ dẫn dắt những thương nhân vượt qua nơi hoang vắng đối khác, làm cho họ được an lạc, không có mỏi mệt nhàm chán. Bồ Tát cũng vậy, làm thương chủ pháp vượt qua nơi sinh tử hoang vắng, có khả năng làm cho chúng sinh lìa khỏi bức bách để được an lạc. Này thì Nam, phải như thương chủ hay làm nơi nương tựa lớn cho tất cả chúng sinh nghèo khổ, khi cho họ ra khỏi nơi hoang vắng đối khác. Bồ Tát cũng vậy, làm thương chủ pháp hay ban cho ngoại đạo lạc ca ba li ba la xã ca và khiến họ ra khỏi sinh tử, thân mạng được vẹn toàn. Này thì Nam, phải như thương chủ hay làm lợi cho nhà vua và thần dân, Bồ Tát cũng vậy, làm thương chủ pháp hay làm lợi ích cho các chúng sinh ưa đắm sinh tử. Này thì Nam, phải như thương chủ dẫn theo nhiều thương nhân đi đến các phương, vượt qua nơi đồng vắng đói khát, khéo tích chứa nhiều thứ lương thực, vượt qua nơi hiểm nạn đến thành lớn được an lạc, Bồ Tát cũng phải làm thương chủ pháp khéo léo cho nhóm hành trang phước trí, dẫn dắt chúng sinh vượt qua nơi đồng vắng sinh tử để đến thành nhất thiết trí của chư Phật. Này thì Nam, với như thương chủ nuôi dưỡng nhiều người mỗi đến nơi khác thu góp cho báu, đó là kim ngân, mani, trân châu, phè đô ly, loa bối, ngọc bích, san hô, Bồ Tát cũng vậy, làm thương chủ pháp nuôi dưỡng chúng sinh mỗi đến thành lớn nhất thiết trí, khi thích tập cho báu pháp Phật. Này thì Nam, với như thương chủ mong cầu tất cả tài vật không bao giờ thấy nhàm đủ, Bồ Tát cũng vậy, làm thương chủ pháp mong cầu tất cả tài bảo chánh pháp không thấy nhàm đủ. Này thì Nam, với như thương chủ ở trong những anh thương nhân làm người thượng thủ cho nhóm của cải, có thể làm chủ nhân tôn quý hơn hết, lời nói làm cho những thương nhân chấp nhận, Bồ Tát cũng vậy, làm cho làm thương chủ pháp tôn quý hơn hết trong tất cả chúng sinh, đã có thể làm chủ chứa nhóm công đức, là nói không hư dối. Này thì Nam, với như thương chủ hay dùng phương tiện khéo léo vượt qua đường nguy hiểm đến nơi thành lớn kia, Bồ Tát cũng vậy, dẫn dắt chúng sinh vượt qua sinh tử đến thành trí tuệ. Này thì Nam, đó gọi là Bồ Tát được nhận ý lạc cho đến thiện xảo đến đại thành nhất thiết chủng trí, nhất thiết chủng trí tuệ. Lại nữa, này thì Nam, Bồ Tát nào thành tựu 10 pháp sau đây thì có khả năng thông suốt về đường đạo, giống như là 10. Một, có thể biết nơi đường bằng. Hai, có thể biết nơi đường không bằng. Ba, có khả năng biết nơi đường an ổn. Bốn, có thể biết đường thuận tiện. Năm, có thể biết đường có nước cỏ. Sáu, có thể biết đường nào đi đến đâu. Bảy, có thể biết tướng của đường. Tám, có thể biết đường chánh. Chín, có thể biết đường tà.
10. Giỏi biết đường xuất ly. Này thì nam, Bồ Tát thành tựu 10 pháp này thì có thể thông suốt giữa đường đạo. Lại nữa, này thì nam, Bồ Tát nào thành tựu 10 pháp sau đây thì được đạo không điên đạo, như là 10. 1. Các hữu tình nào cần dùng đại thừa để được phục thì nói đạo Bồ Tát để được phục họ, không nói đạo thanh văn. 2. Các hữu tình nào còn dùng thanh văn để được phục thì nói đạo thanh văn để được phục họ, không nói đạo Bồ Tát. 3. Các hữu tình nào cần dùng nhất thiết trí để được phục thì nói đạo nhất thiết trí để được phục họ, không nói đạo duyên giác. 4. Các hữu tình nào cần dùng đạo duyên giác để được phục thì nói đạo duyên giác để được phục họ, không nói đạo nhất thiết trí. 5. Các hữu tình nào chấp trước ngã pháp thì nói do ngã và pháp không, không nói ngã hữu tình, thân mạng, người nói dưỡng, người. 6. Các hữu tình nào chấp trước hai bên thì nói lìa đạo hai bên, không nói, không nên nói đương vào hai bên. 7. Các hữu tình nào tâm tán loạn thì nói thiền chỉ, thiền quán, không nên nói đạo tán loạn. 8. Các hữu tình nào tam đắm hí luận, tại vì họ nói chân như, không nên nói pháp tam đắm hí luận của kẻ ngu. Chính các hữu tình nào tam đắm sinh tử thì nói niết bàn, không nên nói sinh tử. 10. Các hữu tình nào tam đắm vào tà đạo thì nói những con đường chông gai, không nên phổ biến con đường phiền não chông gai. Này thiền nam, Bồ Tát nào thành tựu 10 pháp này thì có khả năng thành tựu đạo không điên đảo. Lại nữa, này thiền nam, Bồ Tát nào thành tựu 10 pháp sau đây thì có khả năng khéo thực hành và tâm tama địa tamarida những gì là 10. 1. Khéo thực hành niệm xứ về thân. 2. Khéo thực hành niệm xứ về thọ. 3. Khéo thực hành niệm xứ về tâm. 4. Khéo thực hành niệm xứ về pháp. 5. Khéo thực hành niệm xứ về cảnh giới. 6. Khéo thực hành niệm xứ về A Lăng Nhã. 7. Khéo thực hành niệm xứ về thôn ấp xóm làng quốc độ thủ đô. 8. Khéo thực hành niệm xứ về lợi dưỡng tôn trọng khen ngợi. 9. Khéo thực hành niệm xứ về học xứ Như Lai chế định. 10. Khéo thực hành niệm xứ về phiền não và tùy phiền não tạp nhiễm. Thế nào là Bồ Tát thực hành niệm xứ về thân? Này thì nam, Bồ Tát dùng bát nhã chân chánh lựa chọn các pháp tương ưng với thân, và sẽ bỏ những pháp ác, quan sát thân này từ đầu đến chân, vô ngã, ngã sở, tánh không tồn tại lâu, cuối cùng sẽ bị hoại diệt. Gân mạch máu, chằng chịt, hồi thối bất tịnh. Khi Bồ Tát quan sát như vậy thì đối với thân, không còn ưa muốn tâm đắm. Giới nghĩa này thì trong thân toàn là những pháp cao ố. Duy chỉ có Bồ Tát tự tại mới có thể xả bỏ, chẳng phải các hữu tình mà thực hành được. Đó gọi là Bồ Tát khéo thực hành niệm xứ về thân. Thế nào là Bồ Tát thực hành thọ niệm xứ? Này thì nam, Bồ Tát suy nghĩ thế này, tất cả các thọ đều là khổ. Người ngu điên đảo cho là vui, tất cả người trí biết vui tức là khổ, cho nên dũng mãnh tu hành để đoạn khổ, khiến cho hữu tình khác cũng học như vậy. Khi Bồ Tát quan sát thọ hoàn toàn không dịm đắm, cũng không nóng giận, đó gọi là Bồ Tát có thực hành đoạn niệm xứ. Thế nào là Bồ Tát có thực hành niệm xứ về tâm? Này thì nam, Bồ Tát suy nghĩ tâm thật vô thường, chấp trước là thường, thật là khổ mà chấp cho là vui. Vốn không có ngã, chấp cho là có ngã. Xưa nay bất tịnh, chấp cho là tịnh. Tâm ấy dao động không lúc nào tạm dừng. Dù không tạm dừng, cho nên thường làm căn bản cho các pháp tạp nhiễm, hoại diệt đường thiện, mở cửa nẻo ác, sinh trưởng ba độc cùng với tùy phiền não, gây ra những chuyện ấy, làm chủ dẫn dắt. Lại nữa, tâm ấy hãy tích tập nghiệp thiện, bất thiện, lưu chuyển nhanh chóng như dòng lửa xoay tròn, như ngựa chạy nhanh, như ngọn lửa tiêu đốt, như nước lục, biết mọi cảnh giới như bức tranh. Khi Bồ Tát quan sát tâm như vậy, liền được tự tại rồi, đối với các pháp không còn vướng mắc. Đó gọi là Bồ Tát khéo thực hành niệm xứ về tâm. Thế nào là Bồ Tát khéo thực hành niệm xứ về pháp? Này thì nam, Bồ Tát biết rõ như thật đây là các pháp bất thiện, tham sân si, và đây là nơi nương tựa khởi lên những pháp ác khác, có thể tu tập để đối trị phiền não cho đến các pháp ác
tất cả đều dứt hẳn. Bồ Tát đã biết rõ tất cả pháp lành, pháp nguyện mong mọi an trú trong đó. Là hãy an lập cho các cho tất cả hữu tình tu học như vậy, đó gọi là Bồ Tát khá thực hành niệm xứ và pháp. Thế nào là Bồ Tát khéo hành niệm xứ và cảnh giới? Này thì Nam, Bồ Tát đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, dự ý hay không dự ý đều không đắm nhiễm, cũng không phát khởi tâm nóng giận. Bồ Tát suy nghĩ như vậy, ta không nên đối với pháp không này mà sinh tham đắm. Nếu ta tham đắm, tức là kẻ ngu, tánh ngu si là không hiểu biết, là tánh bất thiện. Theo lời Đức Thế Tôn dạy, nếu đắm nhiễm tham ái thì lập tức trở nên si mê, không thể hiểu rõ pháp thiện như bất thiện, do nhân duyên này đọa vào đường ác. Bồ Tát suy nghĩ như vậy, ta không nên đối với pháp không này mà nổi lên nóng giận. Nếu nổi giận, tức là không thể nhẫn, bị trói buộc, bị các bậc thánh nhân quả trách và bị và những vị phạm hạnh không hài lòng. Khi Bồ Tát quan sát cảnh giới không bị cảnh giới trói buộc, cũng không chấp trước, là còn giáo hóa mọi người tu học như vậy, đó gọi là Bồ Tát khéo thực hành niệm xứ và cảnh giới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bảo Vũ quyển 7. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên bốn âm đặng chư quốc của ba đường. Nếu có ai thấy nghe để phát tâm Bồ Đề, thì một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tất giáo đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô 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 Kinh Bảo Vũ Hội Thông Phật Bồ Tát.